Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được lại các bạn trong bài học lần này. Rất là cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã quan tâm và gửi cho mình những mong muốn của các bạn về những chủ đề bài học. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học về một chủ đề ngữ pháp mà mình thấy là cũng khá là nhiều bạn quan tâm. Đó chính là liên từ đôi, Doppelkonjunktionen. Thực sự thì đây không phải là một chủ đề khó. Tuy nhiên nếu như các bạn không nắm được ý nghĩa của những liên từ này thì sẽ dẫn đến việc là các bạn sẽ hiểu sai nghĩa của câu hoặc là không thể hiểu được nghĩa của câu. Khi nhắc đến liên từ thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, đó là các từ có chức năng liên kết. Ở đây chúng ta có thể hiểu đó là những từ nối, có nhiệm vụ nối các từ hoặc là các cụm từ hoặc là các thành phần câu hoặc thậm chí là hai câu lại với nhau. Bên cạnh việc nắm được ý nghĩa của các liên từ thì chúng ta cũng cần phải biết được cách sử dụng của những liên từ trong câu để chúng ta có thể thành lập được những câu đúng ngữ pháp. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quan tâm đến những liên từ đôi, Doppelkonjunktionen. Gọi là liên từ đôi bởi vì đó là những liên từ luôn luôn đi đôi với nhau trong cùng một câu. Và chúng ta thông thường có những liên từ đôi căn bản sau đây. Sowohl als auch. Vừa cái này lại vừa cái kia. Nicht nur, sondern auch. Không những cái này mà còn cái kia. Weder noch. Không cái này mà cũng chẳng cái kia. Entweder oder. Hoặc cái này hoặc cái kia. Zwar aber. Tuy thế này mà thế kia. Je desto. Càng cái này càng cái kia. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi sâu vào từng cặp liên từ và phân tích những ví dụ để các bạn có thể hiểu chúng một cách dễ dàng hơn nhé. Trước tiên chúng ta có sowohl als auch. Vừa cái này lại vừa cái kia. Ở đây nếu như trong câu các bạn thấy cặp liên từ này thì các bạn có thể hiểu là ý nghĩa của câu là positive, là có cái gì đó. Biren ist sowohl Sänger als auch Schauspieler. Biren ist sowohl Sänger als auch Schauspieler. Biren là một nghệ sĩ Hàn Quốc rất là nổi tiếng và mình nghĩ rằng nếu như các bạn trẻ thì các bạn chắc chắn là biết người nghệ sĩ này. Biren vừa là ca sĩ lại vừa là diễn viên. Các bạn lưu ý với từ Sänger, chúng ta không đọc là Sänger, yeah. Chúng ta không tách âm như vậy mà chúng ta đọc là Sänger. Nó như là âm ng ở trong tiếng Việt vậy, Sänger. Một ví dụ khác nhé. Sowohl meine Tochter als auch mein Sohn leben gerade in Deutschland. Sowohl meine Tochter als auch mein Sohn leben gerade in Deutschland. Cả con gái lẫn con trai của tôi hiện đang sống ở Đức. Với từ sowohl thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhấn trọng âm và âm tiết thứ hai. Chúng ta không nói là sowohl mà chúng ta sẽ nói là sowohl. Chúng ta hãy cùng sang đến cặp liên từ tiếp theo. Đó là nicht nur, sondern auch. Không những cái này mà còn cái kia. Nếu như các bạn thấy cặp liên từ này trong câu thì các bạn có thể hiểu là nghĩa của câu là positive, có nghĩa là có cái gì đó. Kim Tae-hee ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Kim Tae-hee ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Kim Tae-hee là một diễn viên rất nổi tiếng của Hàn Quốc và cũng là người mình rất là hâm mộ. Kim Tae-hee không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Ở câu ví dụ trên thì chúng ta đã giản lược thành phần câu đi. Đó là chúng ta đã bỏ đi chủ ngữ và động từ của vế câu thứ hai. Thì nếu như mà chúng ta viết đầy đủ ra, chúng ta sẽ được là Kim Tae-hee ist nicht nur hübsch, sondern sie ist auch intelligent. Ich interessiere mich nicht nur für Literatur, sondern auch für Politik. Ich interessiere mich nicht nur für Literatur, sondern auch für Politik. Tôi không chỉ quan tâm tới văn học mà còn cả chính trị nữa. Các bạn thấy là với nicht nur, sondern auch thì hai vế câu được tách nhau bởi dấu phẩy. Tiếp theo, weder noch. Không cái này mà cũng chẳng cái kia.
Nếu như trong câu xuất hiện cặp liên từ này thì các bạn có thể hiểu là nghĩa của câu là negative, có nghĩa là không có gì hết. Ich trinke weder Bier noch Kaffee. Ich trinke weder Bier noch Kaffee. Tôi không uống bia mà cũng chẳng uống cà phê. Chúng ta cùng theo dõi hai câu ví dụ sau đây. Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich Zigaretten. Ich trinke weder Alkohol noch rauche ich Zigaretten. Und weder trinke ich Alkohol noch rauche ich Zigaretten. Ở đây các bạn thấy là hai câu này hoàn toàn giống nhau về mặt từ ngữ. Tuy nhiên thì cái sự khác biệt đó là câu thứ hai, weder được chuyển lên đứng ở vị trí đầu câu. Ở đây chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là nếu như trong một câu chúng ta có hai động từ khác nhau thì weder hoặc là đứng đằng sau động từ bị chia thứ nhất hoặc là đứng ở đầu câu, còn noch đứng ở trước động từ bị chia thứ hai. Trường hợp tiếp theo, entweder oder, hoặc cái này hoặc cái kia. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu. Wir fahren im Urlaub entweder nach Frankreich oder nach Österreich. Wir fahren im Urlaub entweder nach Frankreich oder nach Österreich. Trong kỳ nghỉ, chúng tôi hoặc là đi đến Pháp hoặc là đi đến Áo. Chúng ta cũng có thể cho entweder lên đứng ở đầu câu. Entweder bleiben wir am Wochenende zu Hause oder wir fahren in die Berge. Entweder bleiben wir am Wochenende zu Hause oder wir fahren in die Berge. Hoặc là chúng tôi ở nhà vào cuối tuần hoặc là chúng tôi đi lên núi. Cũng là entweder đứng ở đầu câu, tuy nhiên thì khi mà đằng sau đó không phải là một động từ mà lại là một câu chính, đó là entweder cộng với chủ ngữ cộng với động từ, thì lúc này cái câu đó có một cái cách diễn đạt nó biểu hiện nghĩa nó mạnh hơn, đó có thể là một cái sự nhấn mạnh cái điều gì đó hoặc là sự đe dọa. Ví dụ, entweder du sprichst mit mir oder ich rufe dich nie mehr an. Entweder du sprichst mit mir oder ich rufe dich nie mehr an. Hoặc là bạn nói chuyện với tôi hoặc là tôi sẽ không bao giờ gọi điện cho bạn nữa. Cặp liên từ tiếp theo, zwar aber, tuy thế này mà thế kia. Das Kind ist zwar intelligent, aber sehr faul. Das Kind ist zwar intelligent, aber sehr faul. Đứa trẻ tuy thông minh nhưng mà lại rất lười. Er kommt zwar aus Vietnam, aber Deutschland ist sein Zuhause. Er kommt zwar aus Vietnam, aber Deutschland ist sein Zuhause. Anh ấy tuy đến từ Việt Nam nhưng nước Đức lại là nhà của anh ấy. Và cặp liên từ cuối cùng, je desto, càng cái này, càng cái kia. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Bạn càng làm việc nhanh thì bạn càng xong sớm. Je kälter es ist, desto öfter habe ich Handschmerzen. Je kälter es ist, desto öfter habe ich Handschmerzen. Trời càng lạnh thì tôi lại càng hay bị đau họng. Ở đây các bạn có thể lưu ý một cấu trúc là je cộng với tính từ so sánh hơn, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ, dấu phẩy, desto cộng với tính từ so sánh hơn, cộng với động từ, cộng với chủ ngữ. Đó là tất cả những cái liên từ đôi căn bản mà các bạn cần phải học và lưu ý. Những cái dịch nghĩa tiếng Việt của mình cho những cái liên từ này nó chỉ mang tính chất tham khảo, nó chỉ là tương đối thôi, bởi vì các bạn biết là khi mà chúng ta dịch các câu sang tiếng Việt thì còn tùy thuộc vào cái tình huống thì chúng ta có thể thêm bớt
những cái từ này từ kia vào, bởi vì tiếng Việt chúng ta rất là phong phú. Bởi vậy nên là các bạn hãy áp dụng những cái kiến thức mà mình vừa hướng dẫn các bạn để làm bài tập, thì khi đó các bạn có thể biến những cái kiến thức đó thành kiến thức của mình và các bạn có thể hiểu bài hơn và các bạn có thể áp dụng được khi mà mình sử dụng ngôn ngữ. Bây giờ thì các bạn hãy dành một chút thời gian để làm một bài tập ngắn sau đây nhé. Các bạn có thể dừng video bất cứ lúc nào để có thêm thời gian suy nghĩ, rồi sau đó hãy so sánh đáp án với đáp án của mình để xem là các bạn đã thực sự hiểu bài đến đâu. Viel Spaß! In Deutschland müssen sich die Frauen entscheiden. Entweder haben sie einen guten Beruf und machen Karriere, oder sie bekommen Kinder und hören auf zu arbeiten. Denn hier ist es schwierig, nicht nur Mutter, sondern auch Geschäftsfrau zu sein. Für Kinder unter 3 Jahren gibt es zwar Kinderkrippen, das sind Kindergärten für ganz kleine Kinder, aber selten genügend freie Plätze. Meistens bleiben die Frauen dann zu Hause bei den Kindern, während die Männer arbeiten und Karriere machen. Oft ist dann weder die Frau noch der Mann zufrieden. Ihr fehlt der Beruf, eben der Kontakt zu den Kindern. Zwar ist es auch für Männer möglich, Elternzeit zu nehmen, aber nur die wenigsten tun dies. Nicht nur, weil sie mehr als ihre Frauen verdienen, sondern auch, weil es nach ihrer Meinung immer noch die Aufgabe der Frauen ist, sich um die Kinder zu kümmern. Hy vọng là các bạn đã không gặp khó khăn gì với bài tập này. Để có thể luyện tập nhiều hơn nữa, để vừa củng cố cái ngữ pháp của mình, cũng như là tăng thêm được cái vốn từ vựng của mình, thì các bạn hãy xem cái phần thông tin ở bên dưới, ngay bên dưới video. Mình sẽ để cho các bạn cái đường link làm bài tập liên quan đến chủ đề ngữ pháp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!